hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Khoe cho mọi người cái này một cái. lát bị trúng gió thì uh, sáng tới giờ ê ẩm mình mẩy hết, ngồi không nổi luôn đó. Uh, tại nó nhức mình quá, ngồi xuống nó nhức từ cổ tới sau lưng nè. Vì vậy mà có thể tập hôm nay hơi ngắn chút xíu nha, có lý do chính đáng mà. Với <laughs> uhm. cái nữa thì uh, đáng lẽ là lát hôm nay Lát đi chích ngừa covid 19 rồi đó, mà tại vì uh, bị uh, trúng gió nè nên không có đi ở nhà dắt gió rồi ngày mai mới bắt đầu đi uh, chích ngừa thì như mọi người biết rồi đó tác dụng phụ sau khi chích á, là sẽ uh, sốt nè rồi uh, nhức cơ nhức tay chân nè thì um, có thể là một hai ngày tới lát cũng sẽ ra chuyện ít một chút nữa nói chung là tùy tình trạng sức khỏe thôi nếu mà sức khỏe lát tốt ổn định đọc được thì lát đọc bình thường còn nếu mà hơi đuối thì có thể ra ít một xíu nha mong mọi người thông cảm nha cái này chuyện bất khả kháng mà thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 45 Được mang tên là Trở về Thạch Thôn của bộ truyện Thế giới Hoàng Mỹ nha Thì trước khi vào truyện thì lát nói sơ qua nội dung của ngày hôm trước để cho mọi người dễ nắm Thì ở tập ngày hôm trước Bộ Thiên Cát bị các sinh linh khác nè rồi các đại tộc khác vây công Đánh cứ bằng chém tận giết tuyệt luôn Nhưng mà cũng may nhờ có liễu thần Ý không phải liễu thần mà là lão đằng tế linh của bổ thiên cát liều mạng mà chống cự à, nhưng mà không may ông ta cũng tỏa hóa cũng chết đi nhưng rồi sau đó lại tiếp tục có ông lão tóc tai bù xù mà lúc trước ông lão và ma đó ám thạch thạo đó cũng may ông ta ra tay ngăn cản bốn cái sinh linh cường đại kia nên vì vậy mà thạch thạo nắm được một đường sinh cơ mà trốn ra ngoài à, hiện tại cũng chưa trốn được chưa hẳn là trốn thoát được ra khỏi ngoài nữa vẫn còn bị dính ở trong đó nhưng mà tình trạng dầu gì nó cũng đỡ hơn thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mọi người xem tiếp nha. Ừ, rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Không được rồi, chỉ còn cách trở lại chiến trường kịch liệt và đáng sợ nhất kia thôi. Đặt mình vào trong tử địa thì mới có cơ hội sống sót. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nhóc tỳ xoay người phóng thẳng tới chiến trường kịch liệt kia. Vừa mới tiếp cận nơi đây thì đã gặp phải kiếp nạn đáng sợ. Một con hung thú đang nhìn chầm chầm về phía nó. Nhóc tỳ chiến đấu tắm rửa máu tươi mà tiến tới. Nó lợi dụng bảo thuật của bóng lông để thay đổi dung mạo, thay đi bộ quần áo của bộ thiên cát lẫn vào trong đám người thác bạc tộc. Nó muốn đục nước béo cò, cứ thế mà vượt ải xông ra bên ngoài. Thế nhưng thời gian không lâu thì kiếm khí tận trời cao bổ tới, suýt chút nữa đã bổ đôi nó ra rồi. Đó là người của bốn đại tộc, không biết thế nào lại nhận ra được nó nữa. Hùng hải tử, nạp mạng đi! Sao lại bại lộ được chứ? Nhóc tỳ giật mình, lông tóc dựng đứng, chuyện này cứ như tự chui đầu vào lưới vậy. Cũng rất may khu vực này không có một vương hầu nào cả. Nó rút kiếm gãy ra, sau đó liều mạng rồi bỏ chạy, lần nữa lại trốn vào trong đại hoang, rời đi khỏi chiến trường chính. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nó mở túi càng khôn ra, hỏi dò cái đám người thanh phong đại hồng điểu thương lượng kế sách Nhị ngốc tử nói Thế này gia tộc hẳn ngươi đến thấu xương Lúc mới bắt đầu truy sát ngươi Thì chắc chắn đã lấy ra mấy cái loại cỏ như là u lan Mùi thơm đó dính lên trên người của ngươi Mấy ngày nay chắc vẫn chưa tiêu tan Nên cứ như thế mà dựa vào cái điểm này Mà lần theo ngươi thôi Nhóc tì nghe như thế thì biến sắc Cũng còn tốt Dãy núi cũng rất rộng lớn Hơn nữa người giao chiến rất nhiều Nên muốn tìm một người thì rất khó Nếu nãy nó không chủ động quay về Thì chưa chắc đã bị phát hiện ra sống sót ta nhất định phải sống sót đi ra ngoài phải báo thù cho các sư huynh sư tỷ nhóc tỳ cắn răng trên đường đi nó nhìn thấy rất nhiều thi thể trong đó cũng có nhiều môn nhân của bổ thiên cát vũ phong lòng giả ngươi lại độc ác như vậy ra thầy với cả đồng môn sao phía trước truyền tới tiếng giận dữ nhóc tỳ nghe thấy như thế thì thất kinh nhanh chóng vọt tới một vị trưởng lão gầm lên ở đằng sau đang dẫn theo một đám môn nhân lớn tiếng quát mắng người phía trước một vị thiếu niên áo trắng sắc mặt lạnh lùng nói. Trưởng lão, ta biết kinh thư của sư môn không hề mang đi toàn bộ mà phân tán ở trên người của những vị trưởng lão. Ta rất cần, xin người hãy đưa cho ta đi. Ở sau người hắn có một đám cường giả đến từ vũ tộc. Đôi dưỡng một kẻ vô ân bạc nghĩa, có rất nhiều dương hầu đưa con cháu của mình tới mẫu thiên các ta. Tuy có mục đích khác là muốn được cột sữa thế nhưng đại nạn đến, bọn họ đều trả cái món ân tình này. Hầu như toàn bộ đều ra tay giúp đỡ, mà ngươi lại thường có hãm hại sao? Vị trưởng lão khi gào thét. Ta cũng không muốn trở mặt chút nào đâu, thế nhưng ta thực sự rất cần một trong những bảo thuật đó đó. Vũ Phong lạnh lùng nói, tuổi tác không lớn thế nhưng tâm địa lại độc ác vô cùng. Vũ Phong! Uống công là một thành viên của thiên tài của anh, mong coi trọng ngươi như thế nào, truyền cho ngươi biết pháp phù chăng? Nhưng ngươi lại lấy quan bao ân ngươi có còn là người hay không hả? Vũ tộc các ngươi quá bị ổi mà! rất nhiều môn đồ địa tử gầm lên. Yeah! phía sau cường giả của vũ tộc ra khỏi hàng đánh thẳng tới, bởi vì bọn họ nghe rõ trên người của vị trưởng lão này có một môn bảo thuật có thể câu thông tinh hoa của nước, mà đây là một môn rất quan trọng đối với vũ tộc. nhóc tỳ giận dữ, nói tiếng vào bổ thiên cát thì đã sớm gặp được cái tên vũ phong này rồi, được xưng là có thể câu thông lôi điện cửu thiên, là một nhân vật không hề tầm thường ở thiên tài doanh sau này lại được một lão quái vật nhìn trúng đặt kỳ vọng rất lớn lên người hắn thế nhưng vào thời khắc này lại ra tay với sư môn cái ơn bạc ghê vị trưởng lão khi giận dữ chiến đấu bùng phát đột nhiên nhóc tỳ xuất hiện làm loạn một vệt thần quang quét về phía trước phù một tiếng chặt đứt mấy tên cường giả vũ tộc kia máu mưa văng tung tóe cùng lúc đó cánh cung bằng sau lưng giang ra cuồng phong nổi lên nó vọt tới ánh kiếm xoèn xoẹt thế nhưng bên trong vũ tộc có không ít cao thủ bọn họ thối lui tránh né sát kiếp chém mọi người của vũ tộc giận dữ một thiếu niên từ trong bóng tối nhảy ra dám mạo phạm oai nghiêm há có thể buông tha được chứ chính là là hùng hải tử kìa cái gì nhanh đuổi theo giết yeah. khi mọi người của vũ tộc biết kẻ nào phá đám thì tất nhiên điên cuồng xông về phía trước nhóc tỳ cố ý bại lộ hình dáng hấp dẫn sự chú ý của bọn họ Quả nhiên tất cả bọn họ đều điên cuồng đuổi theo cái tên hùng Hải tử, người mà đã chém giết hết thiên tài và phong ứng giả của bọn họ trong bách đoạn sơn. Điều này khiến bọn họ hận đến tận xương tủy. Lại là một hồi đại truy sát, nửa canh giờ sau, nhóc tỷ mới thoát khỏi cuộc truy đuổi, vết máu loang lỗ trên người. Đứng trước bờ vực sinh tử quá nhiều, nhóc tỷ quả thực là rất mệt mỏi. Khi lại xông vào chiến trường nhỏ thì ánh mắt của nó có chút cay cay. Hai người hùng phi trưởng lão, trác vân trưởng lão đều không ưa gì nó, bởi vì khi mới nhập môn nó đã gây phiền phức cho hai người này rất nhiều nên họ vẫn luôn muốn đánh nát đít nó hiện tại hai người vì những đệ tử nên đã bỏ mặt sinh mạng ngăn chặn truy binh chém giết đẫm máu để cho môn đồ đệ tử nhanh chóng chạy trốn khi nhóc tỳ nhìn thấy thì hai người đã ngã nhào trong vũng máu bị một con thú khổng lồ cắn xé cả hai đều chết thảm rồi đúng là đám người hô to ngày thường hai người này không nhận được sự yêu thích của các đệ tử Thế nhưng vào thời khắc này, lại vẫn che chở cho bọn họ, bản thân không hề chạy trốn. Tất cả mọi người đều khóc lớn, cả đám đệ tử đau xót không ngớt. Các người mau đi đi, để ta ngăn cản lại. Một thanh niên 25-26 tuổi tiến lên chặn hậu. Lâm Mộc Sư Huynh, đi nhanh đi, Huynh không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Một đám người lo lắng khuyên nhủ Đừng có nói nhảm nữa, trưởng lão chết hết rồi, nơi đây ta là lớn nhất, các người mau đi đi. Lâm Mộc quát lên. Sư Huynh một đám người nghẹn ngào. Lâm Mộc nhập môn đã hơn 10 năm rồi, là một thiên tài vô cùng mạnh mẽ. Lần trước khi nhóc tỳ đi đối phó với đám người của tứ đại gia tộc ở ngoài sơn môn, hắn từng thể hiện ra thực lực của mình. Một người cũng không được đi đâu. Con thú khổng lồ quát. Cô không mau đi đi. Lâm Mộc quát lên, xoay người hướng về phía trước. Khóe mắt của nhóc tỳ có chút cay cay, dứt khoát phải ra tay rồi. Cho dù phải làm như thế rất nguy hiểm, thế nhưng nhịn không được nữa rồi kiếm gãy phát sáng ánh kiếm cực kỳ to lớn gần như đã rút hết toàn bộ tinh khí thần trong cơ thể nó phù một tiếng chém rụng cái đầu thú to lớn kia xuống đất một đám hung thú của thú sơn tây lăng tức giận tất cả nhìn lại sau đó khí tức hung tàn ngập trời nhào về phía trước đi nhanh đi nhóc tỷ hướng về mọi người mà hét lớn đám đệ tử rơi lệ cuối cùng cũng quay lưng chạy về phương xa mộc phong không có rời đi ha ha cười nói <laughs> Tiểu sư đệ Không ngờ đến thời khắc cuối cùng này Huynh đệ ta cũng có dịp mà kề dai sát cánh chiến đấu Sư huynh cũng mau đi nhanh đi Nhóc tỳ vung kiếm gãy lên rồi nói Không cần đâu Ta đã triển khai nhiên huyết thông thiên công Sinh mệnh chỉ có thời gian một ngày thôi Không bằng cứ anh dũng mà chết trận vậy Lâm Mộc hào hiệp nói Hắn không có bi thương Không có phẫn nộ mà vô cùng bình tĩnh Như đang nói đến một chuyện không liên quan gì đến bản thân vậy nhiên huyết thông thiên công có thể thúc đẩy tiềm năng lớn nhất trong cơ thể trong vòng một ngày sức chiến đấu tăng lên mấy lần thậm chí phải đến mười lần cho đến khi máu huyết cháy hết rồi chết đi cứ để cho ta đại sát một hồi tiểu sư đệ ngươi cứ tìm cơ hội mà chạy trốn đi nhất định phải giữ được tính mạng đó lâm mộc dặn dò nhóc tỳ nắm chặt nắm đấm con mắt đỏ chót lâm mộc là một vị thiên tài cực kỳ mạnh mẽ có uy tín rất cao trong hàng đệ tử hơn nữa hắn cũng được các trưởng bối trong giáo coi trọng hiện tại hắn lại sắp chết đi hơn nữa chết trận một cách hào hùng. suy đệ, đi thôi! Cuối cùng lâm một hét lớn. Nhiên huyết thông thiên công sớm đã triển khai, thiêu đốt máu huyết gần như không còn. Thân thể của hắn phát sáng vô cùng chói mắt, nhằm thẳng phía quân địch. Nhóc tỳ gào kêu to, cổ mắt rưng rưng, liên tục phun kiếm, hàng lệ lăn dài ở trên má, cuối cùng đành phải rời khỏi nơi đây. Trường đại kiếp nạn này kéo dài một ngày một đêm, cuối cùng cũng dần dần kết thúc. Nhóc tỳ đã thành công trốn thoát rồi trong lòng tràn đầy thương cảm rời khỏi vùng tịnh thổ nhuốm đầy máu này. Ánh bình minh ló dạng, mặt trời hiện lên, nó nằm ngửa trên một vùng núi, chẳng muốn động đậy gì cả, cũng không biết bao lâu thì nó mới đứng dậy, cuối cùng liếc mắt nhìn mảnh tịnh thổ hoang tàn kia. Còn mắt của nhóc tỵ vô cùng đỏ, ánh mắt rất bình tĩnh, rất lâu sau quẹt đi cái dòng lệ nóng, dứt khoát xoay người rời đi. Nó đón ánh bình minh, nhanh chân rời khỏi nơi đây. sương mù lượn lờ trong núi dưới ánh bình minh tỏa ra những hào quang năm sáu màu trong rất thơ mộng những giọt sương sớm lấp lánh ướt đẫm lá cây cây cỏ xanh trờn ánh mặt trời ấm áp nhóc tỳ bước từng bước xoay lưng lại tịnh thổ cứ thế đi về nơi xa cuối cùng nó điều chỉnh lại tâm tình bắt đầu chạy thật nhanh đón ánh bình minh nó như một ngôi sao chổi rực rỡ vụt ngang trên mặt đất hoàn toàn rời khỏi cái mảnh đất thương cảm này bộ thiền các bị diệt tạo nên một làn sóng lớn thập phương đều kinh sợ đây chính là một việc lớn ảnh hưởng đến rất nhiều thứ, cho nên toàn bộ đại hoàng đều chấn động cả lên. Đại loạn đã tới rồi sao? Tất cả mọi người kinh hãi, đó chính là tịnh thổ thượng cổ, truyền thừa vô tận năm tháng, cứ thế mà bị tiêu diệt trong một buổi. Trận chiến đó thật đáng sợ nha, cứ vậy mà bị diệt vong, đây là dấu hiệu thiên hạ đại loạn hay sao đây? Ngày đó chắc không còn xa nữa rồi. Bất kể là nhân tộc hay là những sinh linh khác, những thế lực lớn có truyền thừa lâu đời đều cảm thấy vô cùng bất an, trận chiến qua đi, bổ thiên cát trở thành một cái đống hoang tàn. Được xưng là một cõi cực lạc, từ thượng cổ đến ngày nay, cả thượng linh cũng chưa từng biến nơi đây thành vùng đất hoang được. Dù là trong thời kỳ đáng sợ nhất, thời chư thánh tranh bá, nơi này vẫn còn tồn tại được. Nhưng mà đến ngày hôm nay, một môn phái to lớn như thế lại bị biến thành tro bụi, xóa tên khỏi thế gian này. Rất nhiều người có dự cảm không tốt, bên trong đại hoang dường như có một loài không khí nôn nóng, bạo ngược, e rằng khó mà bình tĩnh được. Cuộc bạo loạn gần như đã mở màn. Rất khó tưởng tượng nổi nha, một đại giáo thầy thượng cổ như bổ thiên cát mà cũng bị diệt đó. Quả nhiên truyền thừa huy hoàng năm đó đã suy yếu quá nhiều, và ngày kết thúc cũng đã tới rồi. Đám gia tộc cổ xương như thác bạc tộc, thú sơn tây lăng đều ra tay, cả đám thế lực khổng lồ xâm lớn vậy thì ai có thể chống lại đi chứ, không diệt cũng không được đâu. Quan trọng nhất đó là thái cổ thần sơn đã tỏ ra thái độ của mình, như nghi sơn thần sơn nam dẫn đều có những trí cường giả của mình gián lâm thái độ của bọn họ quyết định hết thảy đó thế giới đại hoang mọi người đều bàn tán sôi nổi bổ thiên các bị diệt sức ảnh hưởng quá lớn mà hành động của thái cổ thần sơn cũng làm người khác phải suy nghĩ điều động cả hoàng kim thú để tham gia cuộc chiến này việc này quả nhiên kinh khủng nên mới dẫn tới trận đại kiếp nạn này thần chủng kinh thế đây chính là một chí bảo nha dây leo già đã thay ngán từ thượng cổ đến bây giờ ẩn chứa đạo phù tế luyện vô tận năm tháng làm cho cả thần linh cũng phải thèm nhỏ giải mà nếu không có thần chủng thì mấy vị chí cường giả đời nào ra tay đương nhiên chuyện bổ thiên các bị diệt vong thì không thể nào tránh được dù sao dây leo già đã sống từ thời thượng cổ cho đến bây giờ rồi sinh cơ cũng không còn nhiều nữa nên muốn tỏa hóa mà những cựu địch mạnh mẽ trước kia thì đời nào khoanh tay đứng nhìn đây là trận phong ba bảo táp nhanh chóng bao phủ toàn bộ tất cả mọi người khi nói đến điều khiếp sợ kết thúc như thế và kết quả như vậy vô cùng kinh khủng một vùng thần thổ nói diệt phong liền diệt phong vượt qua dự đoán của rất nhiều người làn sóng lan rộng chấn động toàn bộ hoang vực không người nào mà không sợ hãi khắp nơi bàn luận bổ thiên cát gặp phải đại kiếp nạn có mấy người chạy thoát đây chứ phải biết rằng rất nhiều giáo phái liên minh nhân vật cấp dương hầu cũng tham gia nữa khó mà sống được nha Tao ngồi nói đó, chỉ có bọn tôm tép lọt lưới thôi, còn lại hầu như đều chết trận cả rồi. Có người thở dài, lại có người cười trên nỗi đau của người khác. Phản ứng của sinh linh các tộc trên thế gian này cũng chẳng giống nhau gì. Ở trong chiến dịch này, những người như giáo chủ tịnh thổ, mộ viêm, liễu lão và các cao tầng trong bộ thiên cát đều là những đối tượng được đặc biệt vây giết, sợ bọn họ sử dụng đại thần thông dẫn các đệ tử môn đồ trốn đi. Nhưng vật như vậy nếu mà để chạy trốn được một hai người thì ác hẳn sẽ trở thành họa lớn, giống như suy đoán của mọi người, các cao tầng của bổ thiên cát đều toàn diệt rồi. Ngoại trừ đám người chiến vương, lăng thiên hầu và nhóm người được nhân hoàng thạch quốc cứu ra, thì hầu như những nhân vật trọng yếu của tịnh thổ thượng cổ đều không thấy chạy ra ngoài. Quá toàn khốc luôn á. Sau khi một vị lão tổ bị giết chết, đó, thì bị người ta thu hết toàn bộ đại thần thông và giết chết hơn trăm đệ tử mà hắn dẫn theo nữa. Ngoại trừ cao tầng ra, thì một vài vị thiên tài, những nhân kiệt được chú trọng bồi dưỡng cũng bị nhắm tới, cũng là những mục tiêu để thanh trừ, bọn họ gần như cũng bị triệt sạch. Đám người lâm mộc, ngũ phong đều chết trận cả, máu nhuộm kiếp thổ. Bổ thiên cát xong đời rồi, những nhân vật từ trưởng lão trở lên hầu như bị diệt sạch rồi, đệ tử thiên tài cũng héo tàn. Tịnh thấu hùng dĩ khi xưa nay đã trở thành đống hoang tàn, nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. À, còn cái tên hùng hài tử đó đâu vậy? Thiên phú kinh người cũng rất đáng sợ nha, mà hắn vẫn còn sống hay sao ha? Đoán chừng khó thoát khỏi cái chết đó nha Người của bốn đại tộc vẫn không ngừng truy đuổi hắn Là đối tượng phải giết cho bằng được Vì nhiều người để ý như vậy thì khó lòng toàn mạng rồi Đoán chừng những đệ tử đi chung với hắn Cũng sẽ bị diệt sạch sẽ đó nha Ngoài giới khó có thể yên tĩnh được Cơn phong ba này làm chấn động cả đại hoang Rất nhiều ngày sau mọi người vẫn luôn bàn tán sôi nổi Trong một vùng núi Con mắt của Thanh Phong đỏ bừng Không ngừng rơi lệ Bộ thiên cát biến thành vùng đất khô cằn, rất nhiều người chết, cũng không biết còn được mấy người chạy thoát nữa. <laughs> Chắc không còn được gặp lại mấy vị sư huynh sư tỷ kia nữa rồi. Bữa trước chúng ta còn cùng nhau uống rượu mà. Nó gào khóc, nhóc tỳ nắm chặt nắm đấm, ngồi yên một chỗ mà không nói gì. Còn nhớ khoảng thời gian vui vẻ khi bọn nó cùng nhau uống rượu ca hát ở bộ thiên cát, nhất trí cùng nhau ra ngoài sơn môn vây giết tứ đại gia tộc. Đức nhiều sư huynh sư tỷ véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, rất nhiều người quan tâm và bảo vệ còn căn dặn nó phải chăm chỉ tu hành tương lai sau này phải uy chấn bốn phương bảo vệ tịnh thổ thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã thành không nhiều người không thể nào gặp lại nữa ví như lâm mộc sư huynh tự thiêu đốt máu huyết của chính mình chặn hậu ở phía sau để cho các sư đệ sư muội chạy trốn rồi cuối cùng nằm xuống nơi xa trường còn có ngũ phong sư huynh nữa rồi còn thêm rất nhiều sư huynh sư tỷ mà không biết tên vào thời khắc mấu chốt bọn họ đánh đổi sinh mệnh để bảo vệ cho các sư đệ sư muội của mình chạy trốn mảnh tịnh thổ từng tràn đầy tiếng nói tiếng cười hiện tại lại bao phủ bởi một tầng tử khí nơi nơi cháy đen tường đổ ngói vỡ trở thành nơi chung xương của rất nhiều sư huynh sư tỷ người chết không thể sống lại mà hãy nén bi thương nhị ngốc tử than thở từ xưa tới nay cũng không biết bao nhiêu giáo phái cổ xưa rất huy hoàng một thời cũng bị mai táng trong sớm chiều trong đó cũng không thiếu những cổ quốc vô thượng ta phải cố gắng tu hành tương lai vì các sư phụ trưởng lão sư huynh sư tỷ mà bảo thù thanh phong cũng nắm chặt nắm đấm khuôn mặt nhỏ kích động Lâu giọt nước mắt cuối cùng ngoại giới gió vẫn thổi mây vẫn bay có rất nhiều lời đồn đại ăn đồ ăn đi thịt linh khuyển rất ngon đó nhóc tỳ nói trên đống lửa đang nướng một miếng thịt vàng ống vô cùng thơm ngon khiến người khác phải chảy nước miếng để ăn để phải ăn thật nhiều Thanh Phong dùng sức cắn. Đây chính là linh khuyển của thứ đại gia tộc thả ra để lần theo dấu vết của nhóc tỳ. Trên đường đi quả thực là gặp nạn mấy lần, suýt chút nữa thì đã bị bọn họ tìm được rồi. Cũng rất may, mùi cỏ u lan ở trên người nhóc tỳ cũng phai nhạt dần đi, không cách nào lần ra được nữa. Bóng lồng chít chít luôn miệng, cũng đang gặm một miếng thịt to. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, dù sao cũng vẫn còn là con nít. Lòng đau buồn cũng nhạt đi rất nhiều rồi. Nếu không suy nghĩ nhiều thì bọn nó cũng không buồn đến mức sầu não, bọn nhóc tì vẫn thẳng tiến một đường cất bước đi vào trong đại hoang lan bạc và thí luyện cũng không có vội vã chạy đi bọn chúng đã xác định được mục tiêu phải quay lại thạch thung một tháng sau cảm giác mờ mịt trong lòng của bọn nó đã nhạt đi rất nhiều thoát khỏi sự bi thương kia trên mặt lại lần nữa xuất hiện nụ cười tinh khiết của trẻ thơ chúng ta hiện tại đang ở chỗ nào vậy còn cách thạch thung xa không thanh phong hỏi Giờ ta đang ở bên trong thạch quốc rồi Chắc còn phải ba 40 mươi dạng dặm nữa Thì mới tới được tây cương của thạch quốc thôi Sau đó chúng ta lại nhắm hướng tây Đi thêm 30 mươi dạng dặm nữa Thì sẽ có thể trở lại thạch thôn rồi Nhóc Tỳ nói Đang ở thạch quốc Bọn nó không thể không nghĩ tới vũ tộc, vũ phong Và đám cường giả đê tiện kia Từng tiến vào bổ thiên các tu hành Cuối cùng không cảm ơn mà còn thừa cơ hãm hại Giết chết đệ tử tịnh thổ Quả thực khiến cho người khác phải chán ghét Vô cùng tức giận <laughs> đây là một tộc dương hầu lớn bây giờ chúng ta không thể đụng tới nếu không chắc chắn bị giết chết ngay nhóc tỳ than thở nó có cừu oán vô cùng sâu với tộc này không riêng việc diệt bổ thiên cát mà còn những việc đã từng làm với nó khi nhỏ mất đi chí tụng cốt cũng chính là do nữ nhân của tộc này ban tặng cho thanh phong gật đầu mặc dù hồn nhiên như nó nhưng cũng rất muốn giết những tên này rất nhiều sư huynh sư tỷ không chết ở trong tay địch nhân mà lại chết trong tay đám người này đây là món nợ máu sớm muộn gì cũng phải đổi lại hơn nữa, năm đó khi ở tổ địa thứ hai, nơi Tây Cương, đám người này thu mua nô bộc để hãm hại Thanh Phong, khiến cho chân nó gần như tàn phế. Không thể đụng vào mấy tên đầu sỏ, nhưng mà cũng có thể thu lại một ít vốn liếng mà. Nhị ngốc tử nói năng vô cùng ung dung, thông thả. Người toàn nghĩ đến chuyện xấu không nha, nhưng mà ta thích đó. <laughs> Đại hồng điểu vui mừng, gõ một cái bụp lên gáy của nhị ngốc tử, khiến cho nó nhảy dựng lên đầy tức giận chính xác khi đi ngang qua phải thu tiền lãi chứ nhóc tỳ gật đầu nhị ngốc tử nhóc tỳ đại hồng điểu thanh phong cùng nhau thảo luận sau đó bắt đầu tìm hiểu những tin tức liên quan đến vũ tộc nghiên cứu các lãnh địa của bọn chúng tấn công vũ tộc thì không ổn mấy người nó còn chưa có khả năng đó trừ phi trở thành vương hầu thì mới có thể chinh phạt được bọn nó rất thực tế muốn cướp sạch những lãnh địa của vũ tộc đây là mục tiêu rất đơn giản chính là chỗ này lạc hoàng lĩnh vừa hên là trên đường chúng ta trở về tây cương tiện đường đến thăm luôn đó chính là một trong những lãnh địa vô cùng trọng yếu của vũ tộc sản vật rất phong phú có mỏ vàng đen có vườn linh dược còn có những dãy núi nơi thủy thú sinh sống chế tạo những vật vô cùng quý giá nữa bọn nó cũng không muốn làm quá đáng chỉ cần cướp sạch một chỗ này thôi miễn cho dính vào tình thế nguy cấp lạc hoàng lĩnh tương truyền vào thời thái cổ có một con chim phượng hoàng đã sinh sống và chết đi ở nơi đây làm cho linh khí ở nơi đây sung túc cho tới hiện tại vẫn là một vùng đất rất quý giá. Nơi này cách Tây Cương của Thạch Quốc 20 vạn dặm là một lãnh địa quý giá và hiếm thấy. Có cao thủ canh gác rất khó thành công, bóng lông nè, giữa cả vào mày đó. Nhóc tỳ nói rồi ném cho nó một cái túi da thú rất lớn rồi nói. Không cần nhiều đâu, chỉ cần đầy là được rồi. Bóng lông màu vàng không vừa lồng chít chít gọi. Cái túi da thú này cũng đâu phải là nhỏ đâu, muốn nhét đầy linh dược cũng không phải một hai cây là được. Lạc Hoàng Lĩnh chiếm diện tích rất là lớn, rừng nguyên sinh khắp nơi là một nơi lý tưởng để trồng linh dược, bởi vì sau khi chim phượng hoàng thái cổ chết đi, máu huyết của nó nhuộm đỏ nơi đây, đất đai có linh tính rất đặc biệt. Không nói đến những gốc cây linh dược được trồng, mà những cây linh dược cổ xưa sinh trưởng ở đây cũng không phải lợi ích nữa. Khi vũ tộc giành lấy khu lãnh địa này, từng xung đột với rất nhiều tộc lớn ở nơi đây, nên đã trả một cái giá không hề nhỏ mới nắm được vào trong tay. Hey không tiện hạ thủ chút nào lại có trọng binh canh gác nữa chứ nhóc tỳ đau đầu số lượng cường giả canh gác ở nơi này quá nhiều chỉ sơ sẩy một chút thôi thì sẽ kinh động đến cao thủ kia ngay cho nên chỉ có thể dựa vào bóng lông Nó như tên trộm chuyên nghiệp vậy có linh giác rất nhạy cảm ngay cả trứng của di chủng thái cổ khổng thước năm màu cũng có thể trộm được cho nên đối với việc lẻn vào vườn linh dược chắc cũng không có vấn đề gì to tát cả bóng lông cũng không lập tức hành động mà nó vòng quanh lạc hoàng lĩnh một vòng chớp chớp cặp mắt không ngừng suy nghĩ. Nhóc thì cũng như thế, không ngừng tìm kiếm sơ hở. Dù sao tới đây là để thu tiền lãi, phải toàn thân trở ra. Nếu vì chuyện này mà trả giá thật lớn, thì cái được không đủ bù cái mất. Trong lạc hoàng lĩnh hình như đã xảy ra chuyện gì đó thì phải nha. Nếu không thì điều động nhiều người đến canh gác như vậy để làm gì chứ. Giống như là gặp phải đại địch vậy. Nhóc thì kinh ngạc. Quan sát trong mấy ngày, nó cảm thấy tình huống có chút không đúng. Phòng hộ ở khu vực bên ngoài quá chặt chẽ, hình như bên trong xảy ra sự tình không bình thường. Đi thôi, chỗ linh thổ này vừa khéo lại phát sinh chuyện tình. Nhóc Tị tì nói căn dặn bóng lông phải thật cẩn thận rồi nhét kiếm gãy cho nó. Lỡ bị bắt thì có thứ để phá phụ văn mà trốn đi. Xoẹt một tiếng, bóng lông hóa thành một vệt sáng vàng rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Nó tiến vào lạc hoàng lĩnh, dấu già dấu giác, toàn thân màu vàng ống. Nó chỉ to bằng cái nắm đấm thôi nên khi rơi vào trong bụi gõ thì khó mà nhìn thấy được. Là bên kia, đuổi theo! Nhanh lên, đừng để cho nó chạy thoát đó. Những âm thanh hô hào từ trong lạc hoàng lĩnh truyền ra khiến cho sắc mặt của nhóc tỳ và thanh phong trắng bệch. Lẽ nào bóng lông vừa mới vào trong thì đã bị phát hiện ra rồi. Chuyện này có vẻ không ổn, có thể nguy hiểm tới tính mạng. Trộm gà không được mà còn mất nắm thóc nữa. Nhóc tỳ rất hối hận, cảm thấy mình quá lỗ mãn. Nếu như bóng lông gặp chuyện ngoài ý muốn gì đó thì nó chắc chắn sẽ hối hận, tự trách mình cả đời chạy không được đâu lần này phải nhất định bắt cho bằng được chỉ cần ở lạc hoàng lĩnh thì nó khó mà trông thoát được đã xuất hiện hai tháng rồi liên tục hiện hình mấy lần ta cũng không tin là không thể bắt được ngươi nghe được những tiếng la hét ở trong lạc hoàng lĩnh truyền ra bọn nhóc tị ngẩn ra hình như là không phải nói đến bóng lông thì phải chẳng lẽ còn có sinh linh khác cũng xông vào sau nhất định phải bắt cho bằng được đó loại sinh linh này nhiều năm qua chưa từng thấy một lần nào cộng mấy chục cây linh dược lại với nhau cũng không bằng nó nữa là một bảo vật vô giá đó ta đã thông báo cho cao tầng ở trong tàu rồi nhất định phải bắt được đó các loại âm thanh la hét từ trong lạc hoàng lĩnh truyền ra tất cả các cao thủ đều đang hành động bắt giữ thứ gì đó hình như là một con sinh linh không tầm thường xuất hiện thì phải nghe Đánh cùng là cái gì vậy giống như là thánh dược hóa hình vậy đó những người bảo vệ của vũ tộc ở đây vô cùng kích động vô cùng điên cuồng đó Đại Hồng Điểu nói thầm. Lạc Hoàng Lĩnh rối loạn, tất cả các cao thủ đều được điều động đi bắt thần vực. Đám người nhóc tỳ, nhĩ ngốc tử nóng ruột nóng gan, hận không thể xông vào trong cướp sạch toàn bộ một phen. Đến cùng là sinh linh ghê gớm gì đây, lại khiến cho cả vũ tộc kích động đến như vậy. Không thể cho nó trốn được, vũ vương đã ra lệnh rồi, chúng ta không có biện pháp nào khác đâu, nhất định phải bắt được nó rồi dâng lên. Một ông lão quát lên, Loại sinh linh này là vật hiếm thấy trên đời á, mấy trăm năm qua cũng chưa chắc có một con đâu, hiện tại cũng chỉ có hoàng gia đang nuôi một con mà thôi. Những lời này truyền tới càng khiến cho nhóc tỳ đứng ngồi không yên, mắt to phát sáng, nó không chờ được nữa, rất muốn lẻn vào trong. Hơn nửa ngày sau, bụi cỏ nơi xa xa truyền đến những tiếng vang rì rào, bóng lông xuất hiện, cái bụng nhỏ nó căng tròn đến đi không nổi nữa, nó phải lăn tròn ra ngoài. Túi gia thú đưa cho bóng lông sớm đã bị nó ném đi từ lâu rồi, cơ bản chẳng có tác dụng gì, nó chỉ lấy cái sợi dây leo cột mười mấy gốc cây linh dược tỏa ra ánh sáng lấp lánh mang ra ngoài rồi ở một tiếng thật dài giỏi thiệt nha chỉ đi có một chuyến thôi mà có thể trộm được mười một cây linh dược con mắt của đại hồng điểu như muốn lồi ra ngoài quá kinh khủng phải biết rằng một ngọn linh sơn thì cũng chỉ có thể sinh trưởng một cây linh dược mà thôi vậy thì nó phải bò qua bao nhiêu ngọn linh sơn đây e rằng chỉ có vùng đất được nhuộm qua máu của chim phượng hoàng mới có nhiều linh sơn như vậy thôi nhóc tỳ nhếch miệng trong lòng không ngừng đau xót khẳng định bóng lông đã phá hoại không ít rồi thứ nó mang về cũng chỉ là số ít mà thôi thứ ngon đã bị nó cho vào trong bụng từ lâu rồi đúng là lãng phí mà nó lẩm bẩm cả người bóng lông rực rỡ vô cùng hài lòng mỗi lần ở một cái là một lần hào quang bốc ra từ trong miệng nó trời mới biết nó đã phá hoại bao nhiêu gốc linh dược rồi chuyện đến nước này thì ai cũng hiểu cả phỏng chừng cả lạc hoàng lĩnh đều đã bị nó phá hoại tan tành hết rồi bóng lông bên trong xảy ra chuyện gì vậy hả thanh phong tò mò hỏi vừa nhắc tới chuyện này thì bóng lông lập tức hưng phấn cặp móng vuốt nhỏ xíu quơ quơ nhiều lần cặp mắt thì trợn tròn nó hận là không thể cùng với nhóc tỳ vào trong bắt cái tên mất dịch kia ra có sinh vật lạ hiếm thấy sao nó là cái gì vậy nhóc tỳ liền hiểu được ý của nó thế nhưng cũng không biết con sinh vật kia đến tụ cùng là cái quái gì vậy làm sao mới có thể bắt nó được đây thanh phong hỏi bóng lông quơ quơ nhiều lần ý nói là con sinh linh kia có thể lên trời xuống đất có thể xuyên đất mà đi nó suýt chút nữa thì bắt được rồi thế nhưng lại đã tuột mất trong tầm tay ta có một dị cảm hình như chúng ta đã gặp được một thứ vô cùng ghê gớm rồi nhưng mà làm sao để bắt được nó vào tay đây nhị ngốc tử cũng động lòng linh vật kia hình như không có sức chiến đấu gì cả thế nhưng nó có thể xuyên hành ở trong đất mà hình như cũng không có hình bóng chính xác rất khó bắt giữ nếu không thì những cầu thủ của vũ tộc đời nào xuất hiện cùng một lúc và cùng thất bại nhiều lần như vậy để tao ra tay, đảm bảo sẽ tóm được thôi. Một hòn đá dài một thức được quấn ở trên sợi tóc của nhóc tỳ nói, đó chính là đá thường thạch. Nhóc tỳ nghe thấy như thế thì vui mừng, cảm thấy nó có thể đảm nhiệm được cái công việc này. Loại đá thần này từ xưa đến nay chỉ xuất hiện có mấy khối mà thôi, nắm giữ năng lực rất thần kỳ, có thể kích trúng vạn vật, ngay cả thánh nhân thượng cổ cũng thèm nhỏ giải, dùng nó để luyện bảo cụ nữa. Được, vậy thì giao cho hai người đó, nhưng cơ hội đang náo loạn, Ngươi và bóng lông cùng nhau đi dạo, bắt cho bằng được nó mang ra đây bên trong là hoàng lĩnh náo loạn vô số cao thủ không ngừng tìm kiếm thậm chí có người còn đào cả núi lên phải bắt cho bằng được con sinh linh nắm giữ pháp môn hành thổ này ngoan thạch được sinh ra từ đá cho nên hiểu được pháp thuật hành thổ đoạt được thiên địa tạo hóa nó và bóng lông nhẹ nhàng di chuyển muốn yên lặng tranh cướp con sinh linh này sau đó không lâu bên trong một linh thổ truyền đến những âm thanh la mắng rất nhiều người hô hào lớn tiếng kêu gọi đó là vật gì vậy? Sao lại đột nhiên xuất hiện? Nó đã đánh trúng vào linh vật rồi Nhanh lên, ngăn chúng nó lại Nơi đó chui ra một con chuột màu vàng Nó tha đi sinh linh hiếm thấy kia rồi Nó không phải là con chuột vàng Mà giống như một con khỉ hình tròn vậy Hả? Cái tảng đá mà cũng biết chạy hả? Ây à, da, dạ, con bà nó đâu chết ta rồi Nó còn biết bay nữa nè, gãy xương ta rồi Bên trong lạc hoàng lĩnh trở nên rối loạn Kèm theo đó là những lời nói sợ hãi Bởi vì linh vật quý giá đã bị cướp đi mất rồi đây chính là vật mà vũ vương ra lệnh bắt cho bằng được giờ lại bị trộm đi mất rồi bóng lông và đã thần thạch một đường lăn lộn kéo theo sau là một con sinh linh đã bị đánh cho ngất xỉu chạy trốn thật thảm hại tình cơ gặp phải phù trận ngăn cản thì liền dùng kiếm gãy bổ xuống nhanh chóng chạy trốn một tên trời sinh làm kẻ trộm một tên thì hiểu được pháp thuật hành thổ dãy núi hùng vĩ này cơ bản không thể ngăn cản được bọn nó linh thổ ở đây quả nhiên là thứ tốt nga đã thần thạch vừa kêu gào vừa há miệng ăn rất nhiều có thể nhìn thấy bụi đất màu đỏ bay lên cứ như là cơn lũ bất ngờ ập tới như muốn chôn sống bọn nó vậy bóng lông cứ để yên cho đám đất bụi dính lên bộ lông vàng của mình nó bổ ra một kiếm phá đi phụ trận trước mắt rồi kéo theo con sinh linh kia chạy trốn cứ để mặc cho tên ngoan thạch kia ở chỗ đó bóng lông trở về rồi kìa cũng không biết mang ra cái giật nghịch thiên cỡ nào đây thanh phong trợn tròn hai mắt xa xa kim quang lóe lên bóng lông từ trong bụi rậm chui ra khình khịch cái mũi không ngừng ho khan phun ra rất nhiều bụi mù nó vô cùng tức giận chiếc móng vuốt bé nhỏ của nó đang kéo theo một con sinh linh bị hôn mê đại hồng điểu nhị ngốc tử cũng vọt tới hai người hết cào rồi lại nhéo muốn tìm hiểu xem cái con sinh linh hiếm thấy này là con gì đây chính là con sinh linh hiếm thấy mà mấy tên vũ tộc nói đó hả trong hoàng cung chỉ có một con thôi sao mấy trăm năm mới gặp hả nhóc tỳ hơi đờ người ra Thanh Phong cũng trợn mắt nhìn chằm chằm con sinh linh mập ú kia, cảm giác có chút không hiểu, rồi nhìn về phía bóng lông, đây không phải là góp cho đủ số lượng đó chứ. Hả? Nó không phải là người thân của ngươi sao? Nhị ngốc tử đẩy đại hồng điểu ra một cái, nhỏ giọng nói. Đại hồng điểu giận dữ, tác mạnh lên cái đầu trọc của nó rồi nói. Rõ ràng là nó giống ngươi mà, không phải là anh em của ngươi đó chứ. Bóng lông căm giận ra dấu cho bọn nó biết đây là bảo bối hiếm thấy trong thân thể của nó ẩn chứa những linh khí mạnh mẽ hàm răng trắng như tuyết và đập vào nhau như chuẩn bị ăn vậy nhóc tì tin tưởng vào linh giác của mình nó xách lên quan sát đây không phải là một con gà rừng hay sao chỉ là to hơn con chim trĩ bình thường mà thôi con gà đất này cao tới nửa mét lại mập tròn vo lông gà có màu vàng đất nếu ném vào trong một vùng đất thì chẳng ai chú ý cả đây mà cũng được gọi là con vật vô cùng quý giá hay sao nó vò vò cái đầu Trời ơi, linh dự cũng mất đâu hết rồi, bị người ta phá hoại rồi. Đúng lúc này tiếng kêu thảm thiết từ trong lạc hoàng lĩnh truyền ra, giọng điệu vô cùng gấp gáp, giống như gần chết đến nơi, lập tức trở nên náo loạn. Dự linh dự bị người ta đánh thăm, đang chết, toàn bộ linh dự đều bị trạm cả rồi, mau đuổi theo. Còn phải nói hay sao đây, khẳng định là cái con sinh linh kỳ quái khi nãy rồi, đừng cho nó trốn thoát, không chỉ phá hủy giường thuốc của chúng ta mà còn cướp đi bảo vật quý giá nữa, bên trong lạc hoàng lĩnh đám người vũ tộc tức đến nổ phổi đúng là chuyện lớn mà bọn họ máu huyết sôi trào hết thảy tâm huyết đều trở thành nước chảy biển đông rồi cuồng phong gạo thét toàn bộ đất có màu máu ở trong lạc hoàng lĩnh đều bay lên rồi tập trung về một phương nơi đó xuất hiện một cái vòng xoáy làm sao vậy muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao đây đánh cắp linh dược cũng thôi đi vậy mà còn muốn hủy diệt cả nơi đây sao Người của vũ tộc sợ hãi, vùng đất nơi đây nhiễm quá nhiều máu phượng hoàng, mặc dù năm tháng trôi qua, tinh khí tiêu hao gần như không còn rồi, thế nhưng vẫn là bảo địa để trồng linh dược mà. Đi mau, vũ tộc sắp phát điên rồi. Nhóc tỳ kêu lên, không lo cho đã thần thạch nữa, Nó nhấc con gà đất lên rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Nhóm người ở sau nó cũng chạy mất dép. Trời ta rồi! Ở sau, một luồng bụi đất màu máu bay lên rất cao, như một cái đuôi đuổi theo sau, đã thường thạch khuấy đảo nơi đó rồi hút toàn bộ tinh hoa của đất mộng máu này rồi sau đó chạy trốn sau đó bọn nó tập trung lại một chỗ rồi tất cả leo lên lưng của đại hồng điểu nó bắt đầu gian cánh chạy trốn chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong dãy núi rồi người của vũ tộc phát điên linh dược bị trộm sinh linh hiếm thấy bị đoạt đi vùng đất bảo bối này cũng bị liên đới hủy diệt theo trái tim bọn họ như ứa ra máu nếu cao tầng mà biết được thì tức giận đến cỡ nào đây đám người này cặp mắt đỏ kè tiến hành truy sát xong vào cái vùng núi rừng tìm kiếm khắp nơi. Đáng tiếc ngay cả một cái bóng cũng chẳng thấy, bởi vì tốc độ bay của đại hồng điểu quá nhanh. Sau khi tu luyện thêm bảo thuật thần bằng thì lông vũ màu đỏ của nó có nhiễm thêm một ít màu vàng, khiến cho tốc độ bay của nó cực nhanh. Sau hai canh giờ, bọn nó đáp xuống khu đồi núi cách rất xa khu vực kia. Con gà rừng này tỉnh rồi. Thanh Phong nhỏ giọng nói, từ đầu đến cuối nhóc tỳ cầm rất chặt nó sợ nó chạy thoát bởi vì theo như bóng lông nói thì hở ra một tí là nó sẽ chui xuống đất đến lúc đó hối hận chẳng kịp không có chuyện gì đâu có tao ở đây thì nó có chạy đằng trời đã thần thạch lên tiếng đầy tự tin con gà rừng này lá gan cũng chẳng lớn chưa gì mà đã sợ rồi cặp mắt nhỏ chuyển động lộ ra vẻ sợ hãi đây không phải chỉ là một con gà con thôi sao bộ chân quý như vậy sao nhóc tị không rõ nó nhìn không ra chút điểm gì đặc biệt cả con gà rừng này chợt gật đầu biểu thị sự tán đồng ý nói là mau mau thả nó ra đi, chẳng có tác dụng gì đâu. Nhóc tỳ lập tức vui vẻ. Con gà rừng này nghe hiểu tiếng người, tên này đã thông linh rồi, xem như cũng không phải là vật phàm, hù dọa nó rồi nói. Nếu như là một con gà bình thường á, vậy thì là một nồi gà hầm ăn đi. Lập tức con gà rừng này dễ dụ kịch liệt, kêu chiếp chiếp không ngừng, thực sự là sợ đến gần chết. Ta nhớ ra rồi, con này phân nửa là bác trân kê, nhị ngốc tử đột nhiên mở miệng sau đó lộ ra vẻ kích động nước miếng chảy ào ào bác trân kê lại gì vậy sao nghe hơi quen quen nhóc tỳ vò đầu là bác trân thời thái cổ ngay cả thần linh cũng thèm nhỏ giải tám món ăn này nó là nguyên liệu của một trong tám món đó đó trong con mắt của nhị ngốc tử lấp lánh ánh sáng xanh hận không thể nhảy tới mà ăn ngay chú thích cái nha bác trân là tên gọi chung của tám món ăn quý hiếm và cầu kỳ chỉ dành cho giới quý tộc cung đình chủ yếu là các bậc vua chúa, gồm nem công, chả phượng, bàn tay gấu, gân nai, môi đùi ươi, thịt chân vôi, yến sào. Quan niệm thế nào là quý hiếm và cầu kỳ trong ẩm thực cung đình, theo thời gian đã có nhiều thay đổi, bởi vậy thế nào được gọi là bát trân về cơ bản là không thống nhất nữa. Tiếp tục. Đại Hồng Điểu đập một phát lên đầu nhị ngốc tử rồi nói. Đại ca như ta còn chưa ăn nữa, ngươi là tiểu đệ, đứng sang một bên đi. Nhóc tỷ lúc này cũng đã nhớ ra, lập tức hiểu rằng nó có giá trị vô cùng. Bác Trần Kê được xưng là thần trân mỹ vị, ngay cả thần linh cũng chảy nước miếng. Vì thịt ngon lạ thiên hạ hiếm có, trong những bữa tiệc của các thần linh thời Thái Cổ chắc chắn phải có món ăn nổi tiếng này. Ngoài ra thân thể của nó cũng ẩn chứa linh huyết, chính là vị thuốc vô cùng bổ dưỡng, vượt xa những linh dược quý hiếm khác. Chỉ dưới thánh dược mà thôi, cho nên mới gọi là linh vật hiếm thấy trên thế gian. Hơn nữa cứ mỗi tháng là nó sẽ đẻ ra một quả trứng có dược tính rất mạnh mẽ ngang ngửa với linh dược. Thần linh có thể không xem vào mắt, thế nhưng ở rất nhiều giáo môn nơi thế gian nó có giá trị rất là lớn. Gà mái đẻ linh dược. Đại hồng điểu kêu lên đầy quái dị. Sau khi nhóc tỷ biết được nguồn gốc của nó thì liền trợn tròn con mắt, quả thực giống như đang nắm một núi vàng núi bạc trong tay vậy. Nó nhìn thấy hàm răng của bóng lông cọ sát không ngừng, nhị ngốc tử cũng đang trong tư thế vồ mồi thì tức giận cho mỗi đứa một tác trận mắt nói nghĩ cũng đừng có nên nghĩ nữa ai dám ăn bát trần kỳ ta ăn cả đó đó đây chính là bát trần thầy thái cổ là món ăn ngay cả thần linh cũng thèm thuồng người không nên ăn hết chỉ cần nếm thử một ít linh huyết thôi là tốt rồi nhị ngốc tử suối dục không được ta muốn đưa nó về thạch thôn nuôi dưỡng rồi hàng ngày nó đẻ trứng đưa cho người của thạch thôn ăn nhóc tỳ kìm nén dục vọng mặc dù rất muốn ăn thế nhưng lại sợ gây ảnh hưởng đến bát trần kỳ nên cố gắng áp chế lại cơn thèm khát này Bác Trần Kê dù thời thái cổ cũng không có nhiều Nếu không thì đời nào đứng ở trong hàng ngũ bác Trần được Chứ đừng nói đến hiện tại Mấy trăm năm cũng khó mà thấy một con Hiện tại chỉ có trong hoàng cung của Thạch Quốc Mới nuôi một con mà thôi Nó là gà mái hả? Nhóc Tì nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng ừ, Đúng vậy Đại Hồng Điểu gật đầu Vậy thì tốt rồi Cứ nuôi ở trong Thạch Thôn Mỗi tháng thì sẽ đẻ ra một quả trứng Có thể so với linh dược Vậy thì tốt quá rồi Nhóc Tì vô cùng cao hứng thanh phong cũng vui lây nếu như vậy những đứa nhỏ trong thạch thôn còn có a thúc và tộc trưởng gia gia sẽ có cơ hội sử dụng linh dược thường xuyên bác trân kê thấy bọn nó không để ý nên muốn chạy trốn kết quả bị nhóc tỳ đè mạnh xuống mà cùng lúc này nhóc tỳ mới phát hiện ra được điểm thần dị của nó những làn khí màu đất vàng lượn lờ nó có thể câu thông với đại địa suýt chút nữa thì đã chui vào rồi quá tốt rồi thật sự là bác trân kê không có sai còn quý hơn cả trăm cây linh dược nữa đúng là thần trân hiếm có trên đời đó khi nhóc tỳ và Thanh Phong vui mừng, thì tất cả mọi người trong lạc hoàng lĩnh gần như phát điên, đồng thời trong lòng sợ hãi. Một linh vật hiếm thấy như thế bị trộm mất, chắc chắn Vũ Vương sẽ giết chết mọi người ở đây. Đi thôi, trở về thạch thôn, sau đó tìm một ít linh trùng rắn độc cho nó ăn. Như vậy thì có thể rút ngắn thời gian đẻ trứng của nó lại rồi, mong rằng hàng ngày đều có trứng ăn. Sau khi bọn nhóc tỳ đạt được con sinh linh hiếm thấy này, thì cũng không trì hoãn thời gian nữa mà nhanh chóng rời đi. Hận nhất là không thể ngay lập tức trở lại thạch thôn, do chuyện này cũng là chuyện xảy ra ngoài ý muốn mấy ngày sau tin tức được truyền tới hoàng đô thạch quốc trong tòa phủ đệ một thanh âm lạnh lùng truyền ra từ cung điện cổ xưa chỉ hai chữ thôi cũng đã tạo nên chấn động mạnh làm cho trên dưới toàn bộ sợ hãi trên dưới vũ tộc khi biết đến chuyện này thì tức giận lạc hoàng lĩnh bị phá hủy linh dược mất hết đất đai màu máu cũng đã mất đi linh tính biến thành màu đen rồi lại mất thêm bát trân kê đây chính là linh vật mà cả hoàng tộc chỉ có một con duy nhất thôi. Vũ Dương cần máu huyết cổ xưa của con bác trần cây đó mà cả đám rác rưởi nhà các ngươi lại để cho nó chạy thoát sao? Rất nhanh tin tức truyền ra, chấn động cả hoàng đô. Tất cả mọi người kinh hãi xuất hiện một con bác trần cây thứ hai khiến cho người khác phải ngạc nhiên. Chuyện này gọi ra một hồi náo động, thế nhưng những thứ này đều chẳng ảnh hưởng gì tới bọn nhóc tỳ cả. Bọn nó đang ngồi ở trên lưng của đại hồng điểu, hướng tây thẳng tiến, tới biên cương của Thạch Quốc, tiến vào trong đại hoang mênh mông thêm 30 vạn dặm nữa. Trong núi có rất nhiều mảnh thú, còn có những con hung cầm bay lượn khắp nơi. Thế nhưng đại hồng điểu cũng không phải là kẻ tầm thường. Nó là di chủng thái cổ, mặc dù chưa trưởng thành, thế nhưng bản lĩnh thoát thân thì vô cùng cao. Dọc theo đường đi cũng không có nhiều nguy hiểm lắm, vượt qua rất nhiều dãy núi lớn. Tuy có mấy lần bị đám hung thú điên cuồng đuổi theo, thế nhưng cuối cùng đều trốn thoát được cả. Hả? Đây chính là sông Thái Âm nha Vậy sao nên thường xuyên tới đây để luyện thể á Ta tu hành bảo thuật hỏa đạo Nên vừa khéo cần cái loại tôi luyện này Đại hồng điểu tháng phục Bên trong đại hoang Một dòng sông lớn màu đen uống lượng Cũng không biết dài mấy vạn dặm Cắt ngang rất nhiều rặng núi Năm đó khi bóng lông trộm trứng thần Của con khổng tước năm màu Thì nhóc tì nó và thêm một con thú một sừng Bị truy đuổi buộc phải nhảy vào con sông này để giữ mạng Đi thôi mau mau về thạch thông bọn nó nhanh chóng bay đi xông qua rất nhiều dãy núi trải qua rất nhiều lần chiến đấu cuối cùng cũng sắp tới nơi cần tới rồi rốt cuộc cũng đã trở lại rồi nhóc tì kích động nhìn thấy khung cảnh núi non quen thuộc trước mắt Nó từng cổng những tảng đá nặng mấy vạn cân để luyện thể đã ở nơi này tu hành qua chúng ta trở về rồi thành phong la lớn vui mừng đến nỗi nước mắt bắt đầu chảy ra thời khắc này trong lòng nhóc tì vô cùng căng thẳng và hồi hộp thậm chí có chút hoảng sợ sắp trở về nơi chôn trâu cắt trúng rồi, không biết thạch thôn hiện tại như thế nào rồi. Khi hơn 8 tuổi, nó đã dẫn theo thanh phong rời đi, mai dũa và lan bạc hết 8-9 tháng thời gian, sau đó lại gia nhập bổ thiên cát. Thời gian thoáng qua, cho tới bây giờ nó đã rời đi được 2 năm rồi. Hết thảy cứ như mới hôm qua. Còn nhớ từng cùng với đám người nhị mảnh bị hầu đi đào tổ chim, cảnh tượng bị đại thẩm thanh lưng ưng rượt đánh, còn cùng nhau đi săn bắn, hái thảo dược, bắt hung thú con, những tiếng cười nói lần lượt xuất hiện trước mắt của hắn. Thanh Phong cũng rơi lệ, vừa khóc vừa cười. Tuy chỉ sinh sống một hai năm ở đây thôi, thế nhưng cũng đã nhận được rất nhiều hạnh phúc rồi. Chỉ là một sân thôi mà thôi, sao lại phải hồi hộp như vậy chứ? Những lúc ta về xào huyệt của mình á, thì chẳng thấy thú vị gì cả. Đại Hồng Điểu nói thầm. Đùng một tiếng, lúc này nhóc tì và Thanh Phong đồng loạt gõ lên đầu nó vài cái. Nhị ngốc tử cũng cáo mượn oai hùm, à a vua hùa theo. Đại Hồng Điểu tức giận, dương cánh bay lên trời cao, nhanh chóng bay đi cảnh vật ở trên mặt đất lần lượt lùi lại phía sau cuối cùng cũng đã đến được một vùng đất yên tĩnh và đẹp đẽ còn cách trước xa thế nhưng nhóc tỳ lại bảo nó hạ xuống muốn bước từng bước trở về một ngôi làng như ẩn như hiện nơi xa đây này từng xảy ra chiến đấu các ngươi nhìn xem những tảng đá kia cũng bị nứt ra hết rồi kìa đại hồng điểu nói chẳng dụng bảo cụ hơn nữa uy lực của bảo cụ cũng không hề nhỏ đây giống là một ngọn núi đá vậy mà bây giờ bị gọt mất một nửa rồi nhị ngốc tử cũng kinh ngạc thời khắc này trong lòng của nhóc tỳ chợt lạnh tanh rồi rung lên bần bật nắm chặt nắm đấm cực kỳ hoảng hốt rời đi được hai năm thạch thôn đã xảy ra chuyện gì thế này thành phong khóc trống lên trở lại thôn không ngờ lại thấy được tình cảnh như thế này phía trước rất yên tĩnh không có âm thanh nào cả nhóc tỳ sợ hãi mặc dù còn cách xa mấy dặm cũng không phải là trong phạm vi của thạch thôn thế nhưng nơi đây lại có tàn tích của cuộc quyết đấu lưu lại có người đã vận dụng bảo cụ rất đáng sợ, uy lực còn vượt qua dao lông tiễn của nó nữa. Vốn nơi đây có mấy ngọn núi đá, thế nhưng hiện tại đã trở thành một mịn, không còn tồn tại nữa rồi. Nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định điều bình an cả. Nhóc Tỳ nói nhỏ, nhanh chóng chạy về phía trước. Trái tim không ngừng nhảy loạn xạ, căng thẳng và sợ hãi đến cực điểm. Thành phong chạy ở phía sau, nước mắt nước mũi chảy dàn dùa sau khi bóng lông tới nơi đây cũng đã quen đường quan xá liên hóa thành một vệt sáng xẹt qua bụi cỏ chạy thẳng tới nơi đó nhanh chóng chạy mấy dặm sau khi tới gần thì nhóc tỳ dừng lại cũng không nhịn được nữa hai dòng lệ lăn dài trên má một lát sau đám người thanh phong cũng chạy tới đứng bên cạnh nó nhìn về thôn xóm cách đó không xa <laughs> thạch thông không có việc gì nhóc tỳ lau đi nước mắt chiến đấu sinh tử không ngừng lưu vong nó cũng không hề sợ sệt thế nhưng trong lúc vừa rồi trong lòng nó vô cùng hoảng sợ vô cùng sợ hãi mãi đến khi chạy về tới gần thôn thì lòng nó mới nhẹ hẳn đi kích động đến ứa nước mắt toàn bộ lo lắng đều biến mất có thể nhìn thấy bóng người trong thôn rất là quen thuộc đó chính là những người thân quen của nó phòng ốc vẫn như trước trong thôn cũng chẳng có biến hóa gì lớn cả một cây cổ thụ cắm rễ trước thôn thân cây to lớn đã bị cháy đen chắc là bị sát đánh cũng có một vài vỏ cây cháy đen đã bốc ra thay vào đó là những vỏ cây xanh tươi những cành cây bị sát đánh bây giờ đã mọc ra mười mấy cành non xanh mơn mởn tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng giống như là sợi xích thần trật tự khai thiên tích địa vậy xuyên qua vạn cổ thần bí và an lành từ từ buông xuống tràn trề sức sống liễu thần còn chỉ cần nó bình yên thì thạch thôn sẽ không có việc gì cả vừa nãy là do nó nôn nóng quá nhưng mà bọn người nhóc tỳ trải qua những mất mát đau khổ quá nhiều nên nó hơi nhạy cảm bọn nó quá mệt mỏi rồi tâm thần cũng vô cùng căng thẳng rốt cuộc cũng đã về đến nhà rồi Nhóc tỳ và Thanh Phong nở nụ cười đầy hài lòng, thế nhưng vẫn rưng rưng nước mắt. Trận đại kiếp nạn qua đi, rồi được trở lại bên người thân, những lo lắng toàn bộ tan biến. Tình cảm hạnh phúc tràn đầy ở trong lòng. Thời khắc này, nhị ngốc tử nhìn chầm chầm vào cây liễu thụ ở trước thạch thôn kia, cả người rung rung, cảm giác muốn ngã quỵ xuống. Nhị đại nè, làm gì mà rung cầm cập vậy? Thiệt là làm cho ta mất mặt á. Đại hồng điểu dán cho nó một tác. Ngươi đừng có sủa nữa, có ngon thì nhìn về phía trước kìa, phía trước có một vị rất mạnh thông thiên động địa chọc thẳng vào chính tầng trời mình mong vô tận hù chết ông đây nè vị ngốc tử sợ hãi nước tiểu gần chảy ra ngoài người nói linh tình cái gì vậy đại hồng điểu nghi ngờ ta đang nói về cái cây ở đằng kia kìa nhìn thấy không đó là thần thánh đó nhị ngốc tử thanh âm hơi rung quả thực không thể tin vào chính con mắt của mình nữa rồi không ngờ lại thấy một cây cổ thụ như thế nó rung cầm cập kéo kéo nhóc tỳ rồi nói Hùng hài tử nè, chuyện này là như thế nào vậy hả? Sao ngươi lại không nói cho ta biết lai lịch của nó như thế nào vậy? Ta, ta sắp bị hù chết rồi đây nè. Nhị ngốc tử không phải là một sinh linh bình thường, đã từng hô phong hoáng vũ, linh giác nhạy cảm đến mức khiến người khác phải kinh hãi. Tuy không biết liễu thụ nông sâu thế nào, nhưng nó lại cảm giác liễu thụ có thể làm nổ tung bầu trời. Đứng vững trên chín tầng trời, khiến linh hồn của nó không ngừng rung rẩy Thời khắc này đại hồng điểu cũng cảm thấy không đúng lắm, chăm chú cảm nhận cây cổ thụ kia vô cùng an lành, ánh sáng nhu hòa tràn ngập, thế nhưng lại khiến cho nó phải kính nể, không dám làm càng. Đánh cộng nó có lai lịch ra sao vậy? Đó chính là tế linh của thôn chúng ta đó, bảo vệ thạch thôn an bình, phải tế bái kính trọng đó. Nhóc tỳ nói. Cái gì? Tế linh của một thôn hả? Con mắt của nhị ngốc tử suýt chút nữa đã lồi ra ngoài, hoảng sợ khung cùng. Cái thôn này rốt cuộc như thế nào đây? đáng giá để cho một vị thần bảo vệ trở thành tế lên nơi đây chuyện này sao không khiếp sợ được chứ nhị ngốc tử nhìn chằm chằm về phía trước rồi quay sang nhìn nhóc tỳ càng nhìn càng cảm thấy sâu không lường được cuối cùng lại thoải mái rồi nói nhưng mà nghĩ lại cũng đúng thôi chỉ có một địa phương vượt qua cái lẽ bình thường thì mới sinh ra được cái tên nhóc hung tàn nhân ngươi thôi có thể trượt chư kiện ly lông chạy khắp núi rừng Ngươi nói nhảm cái gì vậy hả nhóc tỳ vừa bực mình vừa tức cười nhìn nó một cái biết rằng nó và đại hồng điểu bị dọa cho sợ chết khiếp lên rồi đúng lúc này tiếng chim hót truyền tới ánh sáng tím từ trong thôn truyền tới một con ác điểu dài sáu bảy mét nhanh chóng vọt tới rồi hạ xuống trước mặt mọi người tiểu ca ca ngươi đã trở về rồi con chim lạ màu tím truyền âm toàn thân nó phát ánh sáng tím rực rỡ cực kỳ giống như là đám mây khối đang bốc hơi vậy vô cùng thần dị rất nhanh một con chim lớn màu vàng nhạt còn có một con chim màu xanh bay tới chúng đều lấp lánh hào quang thần thánh vô cùng vui vẻ và thân mật nhanh chóng tiến tới gần nó và thanh phong hả tiểu dân đại bằng tiểu thanh các ngươi sao lớn nhanh dữ vậy dùng thần niệm truyền âm luôn hả mới có mấy tuổi thôi mà nhóc tỳ khá là giật mình hả không đúng các ngươi đều mạnh ngang ngửa với di chủng rồi huyết thống sao lại mạnh như vậy chứ nhóc tỳ tỉ mỉ quan sát rồi giật mình đúng vậy nha tử dân đại bằng tiểu thanh lợi hại hơn nhiều thanh phong cũng trợn tròn hai mắt Mẹ nói với chúng ta, ngày ngày ngủ dưới gốc cây liễu thần, ngày ngày cúng bái nó. Kết quả hai năm qua, huyết mạch của chúng ta hình như tinh khiết hơn rất nhiều. Tử vân truyền âm nói. Đại thẩm thanh là ngân thật thông minh. Nhóc tỳ than thở. Mẹ cũng trở nên rất mạnh đó, cùng nghỉ ngơi dưới gốc cây liễu thần. Nhưng mà gần đây đã tiến vào sâu trong đại hoang rồi, hình như đang khổ tu. Tiểu thanh nói. Ôi trời ơi, sao lạ đời dữ vậy không biết nữa, ta cũng phải tới cúng bái mới được đại hồng điểu hì hục chạy tới trước thôn nhị ngốc tử dáng dấp như là thấy quỷ quả thực là sợ phát khiếp đi đứng cũng chẳng vững nữa nhóc tỳ thanh phong đúng lúc này người ở trong thôn phát hiện bọn nó ngay lập tức có mấy người vọt tới không phải đầm ơ rồi nhóc tỳ đã trở về rồi mọi người ơi còn có thanh phong nữa nè mọi người ở trong số đó hét lớn truyền khắp cả thôn mọi người cũng bị kinh động rầm rầm một đám thiếu niên đại tráng nhị mảnh bị hầu nhanh chóng kéo tới leo tường nhảy rào xông ra ngoài thạch thôn tiếp theo là những người trung niên như thạch lâm hổ thạch phu dao cũng xuất hiện ở phía sau có một nhóm tộc lão còn có rất nhiều phụ nữ và trẻ em bọn họ cùng nhau chạy ra vô cùng kích động chúng ta đã trở về nhóc tỳ cùng thanh phong cũng kêu to cắm đầu chạy về đầu thôn khoảng cách trăm mét bất quá chỉ trong nháy mắt mà thôi khá lắm nha mới đó mà đã hai năm rồi chúng ta nhớ chết ngươi rồi đó cuối cùng đã trở về rồi một đám nhỏ cùng nhau tiến lên Khiên bỗng hai người lên Cái tình thúi này Người có biết đã khiến chúng ta lo lắng cỡ nào không hả Còn tưởng xảy ra chuyện gì trong đại hoang nữa rồi chứ Thời gian dài như vậy mà cũng chẳng có tin tức gì cả Hết người này tới người khác Tới vây quanh lấy nhóc tỳ và thanh phong Thiếu chút nữa thì đè bọn nó vào trong đất rồi Bọn nó vô cùng kích động Trong mắt tràn đầy niềm vui sướng Cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ Những người này chưa bao giờ đi ra đại hoang Tình cảm của bọn họ là chân thành và giản dị nhất sương cũng muốn gãy luôn rồi nè Tránh ra <laughs> Ngươi lừa ai vậy hả Lúc ngươi mới có vài tuổi thôi Thì đã có thể dắt những tảng đá nặng cả 10 vạn cân Chạy nhông nhông khắp núi rồi Bây giờ 20-30 người cũng có thể ép nát ngươi sao Một đám cười nói vui vẻ Ánh mắt ướt ác Dùng sức ép nó và thanh phong rất lâu mới chịu buông tha Mới đứng dậy thì đám bị hầu Nhị mảnh lại nhảy lên Hết âm cổ rồi lại ôm tay vô cùng thân thiết Thằng quỷ này cánh tay cúng thiệt nha Chưa gì đã hai năm rồi Mà cũng chẳng có tin tức gì nữa chứ Chúng tao rất sợ Sợ không gặp lại được mày nữa đó Thạch Lâm Hổ và những người lớn tuổi chen vào trong đoàn người Ai cũng rất kích động ôm chầm lấy đứa nhóc này Những quả đấm to như cái bát to của bọn họ Âm âm nện lên ngực bọn nó Bọn họ nói rất đúng Đại Hoang thực sự đáng sợ Đi 2 năm mà chẳng tin tức gì Cũng rất có khả năng để chui vào trong bụng của đám hung thú nằm rồi Nhóc con này ha, cao lên không ít đó nghe ha, vẫn rất thành tú đó, thân thể càng ngày càng rắn chắc nữa chứ. Thạch Phi Giao vỗ vỗ bả vai bọn nó, trong mắt rưng rưng nước mắt. Hậu thúc, giao thúc, chúng con đều bình an cả, học được rất nhiều bản lĩnh nữa chứ, vẫn luôn muốn trở về thăm các thúc nè, tụi con rất nhớ các thúc. Nhóc tỳ nói rất chân thành. Thúc, cháu cũng nhớ các thúc lắm. Thành Phong khóc. Rời xa hai năm, bên ngoài đã trải qua biết bao nhiêu chuyện tình, đặc biệt gặp phải đại kiếp nạn gần đây, tâm thần vô cùng mệt mỏi. Về đến nhà thì thấy được những huynh đệ trưởng bối giống như tìm được nơi dựa dẫm và ký thác vậy. Thanh phong nào đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, trời ơi, vậy là tốt rồi. Mọi người đều rất nhớ hai đứa cháu rất nhiều đó, ngày nào không mọi người cũng nhắc tới hết đó. Những người lớn động viên, nhanh tay nhanh chân lại lau nước mắt cho hai đứa. Thanh Phong, để không được khóc nữa, lần này chúng ta đoàn tụ rồi. Đại tráng, hộ tử, thằng bé chảy nước mũi lúc trước tới ôm cổ bọn nó, cố gắng dỗ dành con mắt ai cũng ứa lệ hai đứa nhỏ các ngươi sao lại lỗ mãn như vậy chứ vừa đi là mất tích hai năm liền làm chúng ta lo lắng đến chết luôn nè một nhóm thiếu phụ đi tới những thím này vô cùng dũng mãnh kéo cả đám thanh niên trai tráng sang một bên thanh phong ốm đi một chút nhưng cao lên không ít nha nhóc thì vẫn xinh xắn như ngày nào bây giờ hơn 10 tuổi rồi sau này phải gội đại danh rồi đây hai đứa nhóc này ai cũng đều cao cả lên rồi càng ngày càng cường tráng nữa chứ có thể cứ vợ được rồi đó nghe một đám cô dị nước miếng văng tung tóe lôi kéo hai đứa bé nói điên cuồng đủ chuyện trên trời dưới đất mà lúc này hổ nữ con gái của phi giao thúc cùng với một đám bé gái chạy tới vô cùng hưng phấn vây xung quanh kéo kéo tà áo của thanh phong và nhóc tỳ nói to nói nhỏ hết hỏi chuyện này đến hỏi chuyện khác mãi cho tới khi nhóc tỳ nói một câu hổ nữ sao các ngươi lại mập quá vậy thì ngay lập tức bị đám tiểu cô nương rượt theo đánh túi bụi cố gắng lắm mới thoát được mấy cái bà thím này tộc trưởng gia gia vừa chạy vào thôn nhóc tỳ suýt chút nữa đâm trúng một nhóm ông lão nhanh chóng dừng lại rồi hành lễ với nhóm người này con mắt nó đỏ ngầu bởi vì những ông lão này râu tóc càng bạc hơn tuổi càng ngày càng già đi chỉ có tộc trưởng thạch vân phong tốt hơn một chút thế nhưng vẫn bạc đi rất nhiều hai năm thời gian thực sự không hề ngắn tốt tốt rồi trở về là tốt rồi một nhóm ông lão kích động rung lên cầm cập đặc biệt là cái vị tộc trưởng không ngừng nắm lấy tay nhóc tỳ mắt già vẫn đục Nước mắt gần như muốn chảy xuống Nhưng cuối cùng vẫn nén lại được Nhóc tỵ do chính tay ông ta nuôi lớn Cả đời tộc trưởng chưa từng lập gia đình Sớm đã xem nó như cháu ruột của mình rồi Mà, Màu, màu tới chào hổ liễu thần đi Tộc lão nói Nhóc tỵ lau đi hàng lễ kích động và vui sướng Xoay người lại đối mặt với liễu thụ sinh cơ bừng bừng Vô cùng thành kính rồi nói Liễu thần, cảm tạ người Gió thổi tới Mười mấy cành non đung đưa giống như đang khai thiên tích địa có khí hỗn độn thoang thoảng, ánh sáng thần thánh chiếu rọi, nó đáp lại rồi nói: "Trước tiên cứ đoàn tụ với tộc nhân của mình đi." "Dạ." Nhóc tỳ gật đầu, đại hồng điểu đứng bên cạnh lúc này bị dọa cho sợ run cả người. Đúng lúc này xa xa truyền tới tiếng kêu thảm như tan nát cõi lòng của nhị ngốc tử, vô cùng sợ hãi. Một đám cô thiếm vô cùng dũng mãnh, đặc biệt là mẫu thân của hổ ngữ, hổ thẩm. Một bàn tay to lớn vươn ra, sách lấy cái cổ của nhị ngốc tử, nói hai đứa nhỏ này dễ mến thiệt nha quay về nhà rồi còn mang theo thức ăn về nữa còn chịu khó giặt lông hết giùm nữa chứ nhưng vậy cũng được rồi con chim này rất mập lát nữa làm cho mọi người món gà hầm thuốc bắc nha bà ta xách nhị ngốc tử nhông nhông đi vào trong thôn một đám đại thẩm cũng gật gật đầu đánh giá lại con chim này đám người này tụ lại quả thực là vô cùng náo nhiệt nhị ngốc tử suýt chút nữa thì bị dọa cho chết khiếp rồi đám nữ nhân này cũng dũng mãnh kinh khủng không hỏi đúng sai cứ như thế mà tóm cổ đem đi làm thịt Cuối cùng nó cũng biết được vì sao tên nhóc siêu quậy lại tham ăn như vậy. Ở cùng với đám đại thảm này thì không hung tàn sao được chứ. Thân thể của nhị ngốc tử vẫn có vấn đề, sức chiến đấu bị phong ấn, mà sức lực của đám nữ nhân cao lớn thô kệch này cũng không yếu. Suýt chút nữa thì đã làm nó chết ngạt rồi. Nó kêu réo bằng giọng khàn khàn cầu cứu nhóc tỳ Câu mạng, giết người rồi. Hô, con chim này biết nói nè, nói là giống gì vậy? Chắc chắn là bảo vệ khuyết nhục nha, cần lễ vật này của nhóc tỳ quả thực rất quý trọng đây đừng có lãng phí phải dùng những lão dược hầm chung thì mới ngon được một đám đại thẩm nghị luận nhị ngốc tử sợ đến nổi cả da gà đại thẩm nè trước khi hầm á thì nhét vào bụng nó thêm mấy cây nhân sâm nữa như vậy thì mùi vị mới ngon được nhóc tỳ đưa ra ý kiến rất không tử tế hổ thẩm nghe được thì nói nhóc chảy nước mũi nhanh đi đào mấy cây lão dược đi chút nữa nhờ cho trong bụng nó rồi đem đi hầm nha nhị ngốc tử kêu to khiến cho cả đám đại thẩm kinh ngạc lấy làm hiếu kỳ sách cổ kéo đùi giở cánh xem xét trước kỹ lưỡng nhị ngốc tử kêu la thảm thiết nó nhìn thấy được một cái nồi sắc màu đen nước bên trong sôi sùng sục sợ hãi đến mềm tay nhũng chân thịt trước săn vừa nhìn liền biết là báo dược rồi báo thẩm lời nói oan oan mà dao sèn sẹt khiến cho nhị ngốc tử lạnh cả xương sống dễ dụa điên cuồng nơi này còn có một con chim lớn màu đỏ nè cũng là do hai đứa nhỏ mang về một đại thẩm nhìn chằm chằm về phía đại hồng điểu với bộ lông tươi đẹp đại hồng điểu rụt cổ lại ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đám nữ nhân này quá hung tàn rồi cái gì cũng đòi ăn cho bằng được đầu thôn có một cổ thụ thần thánh đứng ngay ngắn khiến cho nó không dám ngang ngược chút nào thanh phong vẫn là người tốt bụng nghe nhị ngốc tử kêu thảm thiết như vậy thì chạy tới rồi nói đại thảm con này không ăn được đâu đây, đây là đám người nào vậy trời ơi. đại hồng điểu nhị ngốc tử ở trong thôn mà hồn phách bay lượn nơi đâu vô cùng sợ hãi Hết tập 45. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.